chúc yên lành, đất nước hoa yên ấm an vui, bao em thơ khỏe mới tươi cười, chào một mùa xuân mới. Xuân xuân ơi xuân đã về, kính chúc một người với bao điều mong ước, trong mừng xuân ta vẫy chào, kính chúc một nhà gặp nhiều an vui. Xuân xuân ơi xuân đã về, xuân xuân ơi xuân đã về, xuân xuân ơi xuân đã về. Good afternoon, ladies and gentlemen. Happy New Year. Xin kính chào tất cả quý vị. Chúng tôi trong tổ chức Tax Asia rất là hân hạnh được gặp lại quý vị một lần nữa để đón mừng Tết Quý Tỵ năm 2013, năm Quý Tỵ năm Con Rắn, thưa quý vị. Và chúng tôi bây giờ để bắt đầu chương trình, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu đến quý vị người tổng giám đốc của chương trình đã thực hiện chương trình này trong năm 6 năm qua. Let's give Miss Glenda Cho a big applause. Can you hear joy? Chúc mừng năm mới. I've been practicing my Vietnamese. I want some affirmation. Did it sound okay? Yeah. I'll work on it. Welcome to the 2013 Lunar New Year Houston, hosted by Viet Hoa and Sons Club. I want you to know that... I need you to say, Viet face! Viet face! We're going to ask all the children, 5-year-old and younger, to make a line on this side, okay? And our gracious host, Viet Hoa International Food, is going to give each child under 5 years old a red envelope with a $5 gift certificate to Viet Hoa. And you can buy all the candy you want. Our sponsors today are the Brown Foundation, the Strake Foundation, the Silver Eagle Distributing, Integrity Bank, Tiger Beer, Toyota Motors. You'll hear more about them later. And I want to wish you all a happy new year, a careful, cautious year of the snake. Let's give Glenda Cho a round of applause, please. All right, and now, yes, and now, the person that in charge of giving the lucky present also graciously let us use this parking lot to have this event. Ladies and gentlemen, put your hand together for Mr. Viken Tan, the owner of Viet Hoa International Food. Một lần nữa, xin kính mời một tràng vỗ tay tới chủ nhân của tiệm Viet Hoa. Hôm nay thành rất là vui, được một cái bầu trời rất là sáng, rất là đẹp và rất là hoan nghênh được quý vị đến tham dự cái hội chợ Tết này. Thành xin đại diện đại gia đình siêu thị chợ Viet Hoa, Sun Social Club, chúc quý vị một năm an khang thịnh vượng, sức khỏe dồi dào, vạn sự như ý. Happy New Year! I'm Viken Tan and I'm honored to be here on behalf of Viet Hoa International Food, Sun Social Club. Welcome you, your family and your friends.
to join us today. I would also like to take this opportunity to wish each and every one of you a happy and prosperous New Year. Thank you. Xuân đã đến rồi, rêu rắt ngàn hồn hót xuống đời. Vui cho mình mình, muôn loài chim hót vang mọi nơi. Đem trăm tiếng cười, cho kiếp người tình thương đắm đuối. Anh xuân đang vui với đời. Kia trong vạt lá, mạch xuân tràn dâng. Không hoa nhẹ rung, môi cười thẹn thùng cùng bao nguồn sáng. Bướm rơi duyên lành, thâm tô trời xuân. Bầy chim tung cánh hát vui đón mừng mùa năm tươi lành. Ta nghe gió về, lòng thiết tha như muôn tiếng đàn. Xuân dắt niềm vui cho ngày xanh không hoang lời than. Sầu thương gió mờ, tình yêu đời càng thêm trang chứa. Khát khao xuân tươi thái hòa. Tình đón chúa xuân đang giáng sinh. Chúng tôi sẽ có cuộc thi bỏ phục đồng phục. Quý vị có con em nào có đồng phục sẽ có người secret church go round để chấm điểm của mấy em đó. And you got the chance to do the you got the chance to do the gong. Over here, come over here. What, you only have one chance, so do it very, very strong. Ladies and gentlemen, let's see how strong she is playing the gong. One, two, three, go! Wow! Round of applause, please. Okay, now you. Okay, one more. Big round of applause for the... All right, now it's Sophia Chen. One, two, three! The first two winners, the costume today. Thank you very much. Okay, thank you, Em. Thank you. You can go down now. Next one, we're gonna have at 2 o'clock. Lúc hai giờ, chúng ta sẽ có một lần phần nữa và hai em sẽ lên được được lần cái lì xì giống nhau. Thế gian lắng nghe tiếng xuân nồng, kiếp hoa hết vầy được hương phấn. Nào ai hân hà, xuân vẫn ngóng chờ. Nắm tay cùng ca múa, hát lên đón xuân của tuổi thơ. Xuân đã đến rồi, rêu rắt ngàn hồn hót xuống đời. Vui trong bình minh, muôn loài chim hót vang mọi nơi. Đem trong tiếng cười cho kiếp người tình thương đắm đuối. Anh xuân đem vui với đời. Của Đài Van TV 55.2. Hôm nay Thanh Mai đã có mặt tại chợ Việt Hoa thì tại đây đang có cái Luna New Year Festival rất là lớn. Cũng như năm ngoái, năm nay Đài Van cũng có một gian hàng ở đây. Và cùng với Thanh Mai đây là cô Bích Ngọc, CEO của Đài Van TV. Xin cô Bích Ngọc cho biết là cảm tưởng của cô năm nay với cái hội chợ nó như thế nào ạ? Bích Ngọc Van TV Houston 55.2 xin kính chào toàn thể quý vị khán thính giả. Thưa quý vị thấy không, một cái bầu không khí thật là hùng mạnh.
Và đây là một cái hội chợ đã có đầu tiên là 17 năm nay, cho nên là quý vị thấy là tất cả có rất nhiều sắc dân, nhưng mà sắc dân Việt Nam của chúng ta vẫn là đa số, đại đa số là tất cả người Việt Nam. Chúng ta đang tham dự một cái hội chợ thật là lớn, nó có thể lên tới 70.000 người trong qua 2 ngày Tết. Thưa quý vị thấy rất nhiều gian hàng mà của tất cả những vị thương mại đến đây để mà cùng join với lại cái hội chợ này. Và trên sân khấu thì có cô Phan Duy và cũng có một số chính khách politician đang là nói chuyện cũng như là ra mắt và greeting tất cả đồng bào Việt Nam của chúng ta nói chung và với tất cả những người Việt Nam gốc Mỹ và tất cả những dân tộc ở các nơi trên thế giới như là về Á Châu. Thành ra năm nay cái Tết của Luna New Year Festival rất là lừng lẫy. Vâng thưa quý vị, nhưng mà rất hãnh diện là người Việt Nam chúng ta là một cái dân số đại đa số, cho nên rằng tất cả mọi người cùng nói tiếng Việt Nam hơn là tất cả các dân tộc khác thưa quý vị. Hội chợ Tết kính chúc Đài VN TV 55.2 tôi tên Già Lan hôm nay đến dự tiệc dự hội chợ Tết của năm Đinh Tị của Việt Hoa tổ chức. Ở đây rất là đông đủ quan khách. Năm này rất là vui hơn mọi năm. VN TV lúc nào cũng ủng hộ cho đài, cho cộng đồng chúng ta có một hội chợ vui Tết vui xuân. Xin cảm ơn cô. Thưa quý vị, đây là chú Xanh. Thưa chú Xanh. Tôi nguyện thực năm nào mà tổ chức hội chợ Á Châu tại là Việt Hoa, Đài VN cũng tham dự. Và chúng tôi cũng là luôn luôn ủng hộ Đài VN và tới đây để chúc Tết đồng bào, đồng hương một năm mới an khang thịnh vượng và đầy đủ sức khỏe. Xin cảm ơn tất cả quý đồng hương. Thưa quý vị, đây là chú Lê Văn Xanh, là một người khá quen thuộc với cộng đồng của chúng ta. Xin chú hãy cho biết là năm nay đến đây chú có thấy vui không ạ? Thưa chào cô, hôm nay chúng tôi đến đây với niềm rất phấn khởi. Ngày xuân Tân Quý Tỵ hôm nay là 2013. Cũng giống như mọi năm, lần nào tổ chức hội chợ Á Châu cũng rất đông, hàng trăm ngàn người đến tham dự. Và đặc biệt, chúng tôi luôn luôn sát cánh với đài VN TV 55.2, ông bà Vũ Băng Bình Ngọc. Cái đài VN TV đã giúp đỡ rất nhiều trong tất cả đồng hương và cái hội chợ rất đỡ mực. Chúng tôi rất vui mừng nhân hội này, chúng tôi gửi đến tất cả lời chúc tụng đầu năm với quý bậc trực thường, quý hội đoàn, tất cả quý đồng hương, một năm quý tỵ an khang, hạnh phúc và thắng lợi. Dạ, xin cảm ơn chú. Thank you.
Yeah, I've been training in the Shaolin Temple for approximately 9 years. Yeah, discipline, Qigong, Iron Body, and sparring. Yes, one MMA Martial Arts Championship in his weight class in the year 2010 and 2011. The form that he's doing is Shaohan Tren, a classic Shaolin form. Shaolin Kung Fu combines softness and hardness, defend as a cat, act as a tiger, practice in only as much space as a cow needs to lay down. Cut the legs off from under the horse.
Kính thưa quý vị, cho một tràng pháo tay đến Shaolin Martial Arts Kung Fu của Houston.